Bích Thảo xin chào quý thính giả đến với chương trình Kỹ năng làm cha mẹ tối ngày hôm nay. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tối nay đã là 25 tháng Chạp và chúng ta còn đúng 4 ngày nữa là đến thời khắc thiêng liêng nhất trong năm, đó là giao thừa. Nhưng thời điểm này Bích Thảo nghĩ rằng là ai cũng rất là bận rộn. Phải nói là chúng ta chạy đua với thời gian để làm cho xong mọi việc, vừa là việc cơ quan lẫn việc nhà. Và chắc là với các bà mẹ thì áp lực công việc và thời gian sẽ còn nhiều hơn. Tuy là vậy nhưng cũng hy vọng là tối ngày hôm nay, tối thứ sáu thì quý chị vẫn dành chút thời gian để theo dõi chương trình Kỹ năng làm cha mẹ. Ở cả hai nội dung của chương trình tối ngày hôm nay, đó là tư vấn tâm lý và tư vấn dinh dưỡng, thì Bích Thảo sẽ xoáy vào hai nội dung rất là thiết thực trong ngày Tết. Đó là cha mẹ có nên cho con thoải mái chơi đánh bài trong ngày Tết hay không? Và làm gì để chúng ta cân bằng dinh dưỡng cho trẻ nhỏ trong dịp Tết? Qua phần tư vấn của tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên là chuyên viên tư vấn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Chuyên mục Góc cha mẹ. Quý thính giả thân mến, có một thực tế mà chúng ta phải thừa nhận, đó là những gì được coi là không nên hoặc là không tốt trong cuộc sống hàng ngày, từ tình trạng say xỉn, ăn uống vô độ và nhất là tình trạng đỏ đen cờ bạc, thì trong những dịp Tết người ta thường xí xóa dễ dãi cho nhau. Và tâm lý này từ người lớn lan sang đến trẻ nhỏ, thế nên chúng ta không lạ gì khi chứng kiến trẻ con từ bậc tiểu học đến các cháu cấp 2, thậm chí là cấp 3, vô tư sát phạt đỏ đen cờ bạc trong những ngày Tết. Nhiều bậc cha mẹ thấy thế cứ cười xòa và cho rằng một năm chỉ có 3 ngày Tết, thế nên coi đó như là một cái cách xả stress cho con mình sau một năm học hành căng thẳng. Và ngay bây giờ, Bích Thảo xin được trích đọc lá thư của một thính giả tên là Nguyễn Đức ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chương trình Kỹ năng làm cha mẹ. Năm nào cũng vậy, những ngày đầu xuân năm mới khi mà đi chúc Tết ở các gia đình họ hàng, xóm làng thì tôi vẫn thường bắt gặp cảnh những sới bạc tại các gia đình tụ họp rất là xôm tụ. Những người tham gia thường là các thành viên lớn trong gia đình, bên cạnh đó còn lôi kéo những người hàng xóm chung quanh. Nhiều gia đình tổ chức không chỉ một chiếu bạc mà có đến 2 thậm chí là 3 chiếu bạc đánh bài thâu đêm suốt sáng. Ở một số gia đình, khi thấy khách tới chúc Tết, họ chỉ cắt cử một người đứng dậy rót nước mời khách, còn tất cả thì tập trung vào bài bạc. Và ngồi lẫn xung quanh những chiếu bạc, bên cạnh người lớn cũng có rất nhiều cháu nhỏ, trong đó có những bé rất nhỏ tuổi. Hàng ngày thì trẻ con vẫn bị người lớn nghiêm cấm chơi cờ bạc dưới mọi hình thức. Thế nên khi thấy người lớn đánh bài sát phạt nhau như vậy thì chắc chắn chúng sẽ không phục, không tuân theo lời dạy dỗ của người lớn. Và bản thân tôi từng chứng kiến cảnh ông bố của một nhà hàng xóm thấy con trai 8 tuổi mang tiền lì xì Tết đi chơi trò đỏ đen đã đánh đòn. Và thằng bé đã cãi lại rằng, sao ba cấm và đánh con, trong khi cả cha mẹ, thậm chí ông bà vẫn đánh bạc hàng ngày. Nghe con cãi như vậy, người cha đó đã tím mặt không thể trả lời con được nữa. Thưa quý vị, đó là thư của một thính giả chia sẻ với chương trình. Và quý vị nghĩ gì trước những trường hợp như thế này? Chúng ta có nên cho trẻ thoải mái đánh bài trong những ngày Tết và coi đó là cách xả stress cho con sau những ngày học căng thẳng hay không? Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, chuyên viên tư vấn tâm lý ở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng nghe. Thưa ông có những cái suy nghĩ gì về cái nếp nghĩ của một số phụ huynh cho rằng là cho con thoải mái chơi đánh bài trong 3 ngày Tết và coi đó như là một cái cách để con xả stress sau những ngày học căng thẳng trong suốt một năm mà, thưa ông? Theo tôi thì cái cách suy nghĩ này không hẳn là tất cả đều sai, nhưng mà các phụ huynh nên chú ý cụ thể tính cách của con mình. Thế nhưng nhìn chung là con trẻ, vấn đề chúng ta cũng phải tách ra xem là nó độ tuổi như thế nào. Nếu như chúng ta bảo rằng để cho chúng xả chết và để đến đi học tốt, thì thực ra trẻ em mà xả chết trong những cái ngày Tết ấy, là nó chơi những cái trò vận động tốt hơn là chơi cái trò nghĩa là đánh bạc. Bởi vì đánh bạc ấy, thì thường là đánh cờ, đánh bài đó, thì người lớn bảo là cái này vui thôi. Mỗi người có vài ngàn, chục ngàn gì đó, người ta tưởng là vô hại. Nhưng mà tùy theo đứa trẻ, có những đứa trẻ khi nó chơi cái đó, cái phần lợi ích, cái phần mà được tiền ấy, là
nó kích thích nó rất là ham, và khi nó thua thì nó lại là rất là bị gọi là bị sốc, hay là bị buồn chán, rồi bị chán nản, rồi bị cái thôi. Nói chung thì tôi cho rằng nếu phụ huynh nói rằng trong mấy ngày Tết để các em chơi bài thoải mái thì không nên nghĩ như thế, và tốt nhất hãy hướng các em đến những cái vui chơi mang tính chất hoạt động ở ngoài trời và những sinh hoạt khác mang tính văn hóa thì tốt hơn. Tôi biết là những ngày Tết ấy, nhất là ở những cái xóm mà nho nhỏ đó, rồi thấy người lớn ngồi la liệt ở bên ngoài vỉa hè, hết chỗ nọ đến chỗ kia đánh bài. Trẻ con nhìn thấy như thế, nếu nó về nó chơi với lại anh chị em tất cả các thứ, gọi là chơi bài vui thì không nói, nhưng trong cái vui này nếu chúng ta chỉ là đánh bài thua thắng theo kiểu ngày xưa là vẽ dâu này, thế rồi là búng tai này, rồi các thứ gì đó thì nó vô hại, nhưng đã đụng đến vấn đề tiền bạc thì nhất định nó sẽ kích hoạt vào cái tính cách của đứa trẻ. Có những đứa nó không bị nhiễm, nhưng có những đứa thì chỉ cần như thế, lời được bao nhiêu, tức là có được mấy đồng tiền lì xì, ví dụ như là có 50.000, bây giờ đánh xong rồi lên được 70.000, thế là cái ham muốn đó. Thế có đứa thì được 50.000 hay là 100, đánh xong lại bị thua mấy chục ngàn, thế là tất cả cái đó nó tạo ra một cái tâm trạng, một cái tâm lý, một cái cảm xúc mà thiên về về vấn đề lợi hại tiền bạc, nó mất đi cái tính chất gọi là giải trí. Bởi vì thực ra người lớn ấy, giải trí khác, mà bây giờ nó biến tướng. Như tôi nói với em là ngày xưa người ta ngày Tết mà như ở miền Bắc chẳng hạn, hay là ở những cái nơi mà lạnh như thế thì đâu có đi chơi được, thì buổi tối thì ngồi ở nhà quây quần bên cái ánh đèn rất là ấm áp, xong chơi cái bài đó mà chỉ là rất nhẹ nhàng, như tôi nói lúc nãy, búng tai búng tay, thế rồi là vẽ dâu vẽ dưới các thứ gì đó. Cho nên bây giờ trong cái điều kiện của chúng ta hiện nay, nhất là một cái thành phố như là Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta này, quá nhiều các cái khác, thì không nhất thiết là coi cái việc đánh bài ấy là để cho các em mang tính chất là gọi là cái gì đó thoải mái cho nó đánh bài. Có khi nó ham nó đánh suốt cả từ sáng đến trưa, chưa biết chừng. Mà Tết năm nay chúng ta lại nghỉ nhiều ngày nữa, thì nó đánh bài xong đến lúc mà vào học ấy, là trong đầu vẫn cứ láng máng cái chuyện là mình thắng được bao nhiêu, mình lời được bao nhiêu, mình thua đi mất bao nhiêu, các thứ gì đó. Cái đó ảnh hưởng rất không tốt đến là khi mà các em trở lại năm học sau. Vâng ạ, à, thưa ông, có một cái câu chuyện như thế này mà chính thính giả cũng đã gửi thư về cho chương trình, đó là trong dịp Tết năm ngoái thì người bố này có đi đánh bài trong cái khu phố của mình. Thế thì về nhà thấy con cũng tham gia tập hợp vô với cái nhóm thanh niên cũng gần đó đánh bài, ăn tiệc. Thế thì người bố mới la con, thì con nó mới cự cãi lại, và con nó nói rằng là tại sao ba mẹ chơi được, thậm chí ba mẹ vô nhà coi cả ông bà lớn rồi mà cũng ngồi chơi đánh bài ăn tiền, thì lý gì không cho con chơi. Thì người cha này không có lý nói lại con mình, thế là tức quá mới là bộp tai con vài cái. Và vì do đó là từ mùng 2 Tết trở đi thì không khí gia đình nó không có được vui vẻ lắm. Thế thì ông nghĩ như thế nào về cái cách ứng xử hoặc là việc chơi bài bạc của cha mẹ trong những ngày Tết, thì nó sẽ tạo thành một cái tiền lệ như thế nào đối với con cái ạ? Thì cái chuyện này tôi nghĩ rằng chẳng cần phải nhà nghiên cứu cái gì đó cũng biết, đúng không? Trẻ con nó nhìn người lớn là cái gì đó để nó noi theo. Thế thì cái xấu nó cũng noi theo mà cái tốt nó cũng noi theo. Thế thì cái ảnh hưởng của con cái khi mà cái hành vi của bố mẹ rõ ràng là bắt đầu sai là sai từ người cha. Mà người từ cái sai của người cha dẫn đến cái sai của đứa trẻ. Không thể nói là bố lớn rồi bố chơi được còn con nhỏ con không chơi được. Cái lý lẽ đó đối với trẻ con không được. Nhưng rõ ràng cái hành vi đó, tức là người ta đã nêu một cái gương rất xấu đối với trẻ con. Và những đứa trẻ như thế nếu nó hư hỏng và nó biến thành cờ bạc thì cái lỗi căn bản là bắt đầu từ cha mẹ, chứ không phải là các em tự nó làm như thế. Tôi như lúc nãy tôi nói đó là đúng trong ngày Tết mà nhất là nghỉ nhiều ngày
thì ở thành phố chúng ta, ở những cái nơi mà các cái xóm nho nhỏ ấy, thì diễn ra cái cảnh đánh bài đánh bạc này trông bề ngoài có vẻ rất là vui vẻ, nhưng thực chất trong mỗi cái nhóm như thế đều là sát phạt nhau rất dữ dội trong cái số tiền bạc. Như vậy, để nói một cách đơn giản lại là cha mẹ hãy làm gương cho con. Nếu muốn biết con mình sau này thế nào thì hãy cho nó nhìn mình bây giờ thế nào. Chứ nếu nó nhìn mình bây giờ, mình sinh hoạt như thế, mình đánh bài đánh bạc như thế thì người ta gọi là cái hậu quả nhãn tiền ấy, là nó cũng sẽ chơi bài. Cho nên cái đó thì không cần phải là lý luận cao siêu gì thì người ta cũng đều thấy là cái gương đó là gương xấu đối với trẻ con, và chính cái gương đó mai mốt những đứa con ấy nó sẽ trở thành gánh nặng rất lớn cho phụ huynh. Bởi vì nếu mà nó đi vào con đường như thế nữa thì học hành cũng không làm, rồi tất cả mọi thứ rất có thể trở thành một cái tay cờ bạc trong xóm. Xin hỏi ông một ý nữa rằng là trong những cái ngày Tết đó, nhất là sau đêm giao thừa thì thường trẻ rất là rảnh rỗi, bởi vì việc học gác sang một bên, việc nhà thì sau 30 Tết qua mùng 1 Tết thì cũng không có gì phải làm nhiều. Vậy thì theo ông, cha mẹ nên hướng con vào những hoạt động như thế nào để mang lại cho trẻ những cái trải nghiệm thật sự bổ ích, nhất là giúp con, giáo dục con giữ được những cái nét văn hóa truyền thống trong ngày Tết là thưa ông? Theo tôi thì trong những ngày Tết, mà đây chúng ta nói về hoàn cảnh ở thành phố, ở đô thị, thì những cái ngày như thế, các phụ huynh nên cho con em mình được giải trí ngoài trời. Có thể là đưa đến những cái khu vui chơi mà ngoài trời. Thế hoặc là nếu có gia đình mà có quê gần hay là các thứ gì đó, nên đưa các em về quê, nó sẽ được xem cánh đồng này. Thế rồi tôi nhớ là thành phố có những em bé mà không phân biệt được con trâu với con bò là cái gì. Con nào là con vịt xiêm, con nào là con vịt nhà, con nào là con vịt thường, các thứ gì đó. Thì những cái ngày như thế nếu mà đưa được các em về nông thôn để mà biết được là cánh đồng quê ta thế nào, cánh đồng của ngoại thành thế nào, thế rồi người nông dân sinh hoạt thế nào, tôi nghĩ rằng chính cái đó nó làm cho các em nó giải tỏa. Chứ nếu mà chúng ta lại ở thành phố suốt ngày xe cộ, thế rồi bụi bặm, thế rồi phòng lạnh, rồi các thứ, nếu chúng ta lại tiếp tục để các em ở đô thị hoặc là tiếp tục ngồi trong phòng đánh bài như lúc nãy ta nói, thì cái mà cái khả năng gọi là giải tỏa, tạo ra cho các em một cái sức sống mới, một cái động lực mới, một cái sinh lực mới cho cái năm học tới, nó sẽ ảnh hưởng. Và tất nhiên không có nghĩa là mùng 1 Tết xong sang đến mùng 2 là bắt các em ngồi ngay vào bàn để mà học tập. Nó không phải như thế. Nhưng chúng ta có thể cho các em chơi thoải mái một số các cái hoạt động ở bên ngoài như thế. Sau đó chúng ta hướng dần các em vào mỗi ngày, các con coi lại một chút hay là các thứ gì đó, để đến khi đi học các con không có hoàn toàn bỡ ngỡ. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này chúng ta nói thì đơn giản, nhưng các bậc phụ huynh chú ý đến con mình để mà hướng dẫn chúng từng ly từng tí một, để mà cùng với chúng chơi trong những ngày Tết như thế, để giúp cho chúng làm thế nào nó tiếp cận dần với lại cái không khí học sau này. Thì đấy không những là kiến thức mà còn là nhiệt tình, là tình thương và kỹ năng của phụ huynh nữa. Chứ không phải ai muốn cứ nói như thế thì mọi người đều làm được như thế. Có những người thì tôi cho rằng đôi khi không phải không thương con, mà rất đơn giản, cứ nghĩ rằng con mình nói cái gì thì nó sẽ nghe như thế, và mình muốn như thế nào thì nó sẽ làm như thế. Cho nên đôi khi chỉ nói vài câu thôi. Rồi mấy ngày Tết ngày lễ là không được thế nọ thế kia các thứ, rồi là chuẩn bị để sau khi đi học. Thế tưởng mình dặn nó như thế thì nó sẽ làm như thế. Nó không ý thức được như thế. Và cái tuổi ấy tôi vẫn thường nói là ở cái tuổi nhỏ của các em ấy, chúng ta phải hiểu một điều là cái bản năng ấy, cái sự gọi là cám dỗ của bản năng ấy, nó mạnh hơn rất nhiều so với lý trí. Cho nên hễ mà nó thích cái gì mang tính nhu cầu bản năng của nó sẽ chạy theo cái đó. Thì chính phụ huynh ấy và người lớn ấy là cái người mà giúp chúng làm thế nào mà nó có thể thắng được cái bản năng, để nó có một chút cái lý trí chuẩn bị cho cái sau này.
Thì cái đó nó tôi nghĩ rằng nó không đơn giản đâu. Tôi tư vấn với các bậc phụ huynh thì tôi thấy tất nhiên là có rất nhiều cách hiểu biết khác nhau và cũng có rất nhiều cái cách ứng xử khác nhau. Và phổ biến nhất ấy, thì tôi cho là khi tôi hỏi thì nói là tất cả những cái mà chuyên viên nói tôi nói với nó hết rồi. Không có gì là tôi không nói với nó. Nhưng lại nói theo cái cách tức là con ngồi trước mặt đây, bây giờ dặn con phải thế này này. Và nói xong một lần tưởng như thế là xong. Không, đứa trẻ con khi nói như thế nó chưa ngấm. Và chính người phụ huynh ấy, một là nói nhắc nhở chúng mỗi khi chúng có những hành vi, những cái gì sai trái và cùng với chúng để mà dẫn dắt, để mà giúp chúng thoát ra khỏi cái đó. Nhưng nó một cái tình hình nữa, một cái cách nữa cũng nên tránh là liên tục nói, lúc nào cũng nói về tất cả những cái xấu, những cái gì đó, rồi con phải thế này, con phải thế kia, con không được cái này, con không được cái kia, cứ lúc nào cũng nói, thì trẻ con nó sẽ bị một cái tâm trạng tức là cái gì, tức là nó dị ứng với cái đó. Khi bố mẹ mở miệng ra nói là nó biết sẽ nói gì rồi và nó không nghe nữa, nó chỉ đợi khi nào nói xong để nó đi làm việc khác. Cho nên đối với trẻ con, giáo dục chúng và làm cho chúng hiểu được, làm cho chúng làm theo được cái đó, cả một vấn đề không đơn giản chút nào, đặc biệt là trong những ngày Tết sắp tới. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Dạ thưa quý vị, câu chuyện hết sức đơn giản, bình thường và qua ý kiến của thính giả cũng như là sự tư vấn từ chuyên gia tâm lý, chắc hẳn là ít nhiều trong chúng ta cũng có những cái suy nghĩ. Việc để trẻ vô tư tham gia sát phạt đánh bài trong những ngày Tết là không nên chút nào. Và hiện nay, chuyện tham gia chơi đánh bài ăn tiền hoặc là chơi bầu cua tôm cá cũng đã trở thành thói quen của rất nhiều người trong những ngày Tết. Nếu mà chúng ta chỉ mang tính chất vui chơi một chút là chính trong gia đình thôi thì còn có thể chấp nhận. Đằng này đó là cảnh ăn thua sát phạt tiền triệu, nhất là ở những nơi mà đồng tiền phải đổ mồ hôi công sức thì chúng ta mới có thể dành dụm được, để rồi chúng ta thua bài bạc, dẫn đến cảnh vợ chồng xô xát, anh em đánh nhau, thậm chí bực mình, lôi cả con cái, liên quan đến chuyện học hành của con thì tuyệt đối không thể xem là chuyện bình thường được. Và với những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị đừng vì vui quá rồi việc tham gia chơi bài bạc trở thành nỗi buồn ngay từ những ngày đầu năm mới của mỗi người, mỗi gia đình, rồi từ đó ảnh hưởng đến các cháu nhỏ quý vị nhé. 20:05 đến 21:00 tối thứ sáu hàng tuần, băn khoăn khi trẻ đau ốm bệnh tật. Cháu nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho cháu uống men tiêu hóa có tốt hay không? Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh? Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp, nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì những cái nước phát triển. Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn. Nên là bây giờ em cũng không biết nói sao cho hiểu, không biết làm cách nào để bày tỏ cái này với con trai nữa. Khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc gì, họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi han gì hết. Chương trình mới Kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe, dinh dưỡng, diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng làm cha mẹ 20:05 đến 21:00 tối thứ sáu hàng tuần, FM 99.9 MHz. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Kỹ năng làm cha mẹ trên sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trực tiếp vào mỗi tối thứ sáu từ 20:05 cho đến 21:00 và được phát lại vào lúc 15:05 chiều thứ hai. Bên cạnh đó, nếu bất cứ lúc nào quý vị muốn nghe lại thì quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web của đài www.voh.com.vn. Hỏi đáp sức khỏe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một hỏi đáp sức khỏe qua phần tư vấn của bác sĩ Đào Thị Yến Phi. Và trước khi nối máy với thính giả đã đăng ký với chương trình thì Bích Thảo xin được trao đổi với bác sĩ Yến Phi một vấn đề. Đó là thường ngày Tết thì các gia đình trữ thức ăn khá là nhiều, nhưng những cái thức ăn này chưa hẳn là tốt cho trẻ nhỏ.
như trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, những bé đang ở tuổi ăn dặm, rồi trẻ tiểu học, thậm chí là cấp 2 nữa, thì việc cho trẻ ăn theo bố mẹ, nhất là những cái thức ăn hâm đi hâm lại, thức ăn rất là nhiều thịt nguội, nước ngọt thì có ga, cũng uống quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của trẻ. Chúng tôi nghĩ rằng đây là những cái vấn đề mà rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm trong những ngày Tết sắp đến. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được nối máy với thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi ạ. Có thể nói là những cái ngày Tết là những ngày mà bác sĩ dinh dưỡng sợ nhất, là tại vì trẻ em của mình á, thì dù cho là nó thừa cân béo phì hay nó suy dinh dưỡng thì nó cũng đều bị ảnh hưởng bởi cái chế độ ăn bị rối loạn trong những ngày Tết theo những cách khác nhau. Những cái trẻ mà suy dinh dưỡng á, thì do ăn những cái thức ăn ngọt, những thức ăn mà làm cho trẻ biếng ăn và bỏ cái bữa chính, cho nên cái tình trạng suy dinh dưỡng thường nó sẽ nặng nề hơn, trong khi những cái trẻ thừa cân béo phì thì lại vốn là ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, thì trong những ngày này lại có sẵn sàng tất cả các loại thực phẩm có năng lượng cao hơn, và trẻ thậm chí cả nước uống cũng là nước ngọt nữa, cho nên trẻ lại dễ tăng cân hơn. Có nhiều trẻ là sau một cái đợt Tết như vậy thì có thể tăng lên cả ký lô cân nặng, tức là cái số tăng cân và nửa năm, và trong vòng nửa năm thì mới đạt được cái con số đó. Thì thực sự mà nói thì cái điều này nó bắt nguồn từ cái chuyện là các cái rối loạn trong cái khẩu phần ăn uống hàng ngày dẫn đến các cái rối loạn, mà trong đó có cả rối loạn tiêu hóa. Thì chúng ta hay định nghĩa cái rối loạn tiêu hóa là một cái tình trạng mà trẻ ăn không tiêu nè, hoặc là trẻ có cái tình trạng đi tiêu bất thường, như là thường gặp nhất là tiêu chảy, và một số trường hợp khác có thể là nặng hơn như là tiêu ra máu hay tiêu ra đàm. Thì các cái rối loạn tiêu hóa này thường có hai cái nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất á, là do trẻ ăn phải các cái thực phẩm có được bảo quản dài ngày hay là bảo quản không đúng cách, và trong đó nó có những cái thành phần có thể gây tiêu chảy, gây ngộ độc tiêu hóa. Thường gặp nhất là các loại virus, vi trùng, nhưng mà cũng có đôi khi là những cái thực phẩm nó bị biến chất, ví dụ như thịt mình bảo quản quá lâu, hay là những cái bánh chưng, bánh tét mà nó bắt đầu nó bị ôi thiêu đó, thì cũng có thể đưa cái thực phẩm biến chất đó gây cái tình trạng tiêu chảy. Và hiếm hoi hơn nữa là một số trường hợp rối loạn tiêu hóa gây tiêu chảy do các cái hóa chất bị thô nhiễm vào trong thực phẩm hay là hóa chất bảo quản thực phẩm. Cái nguyên nhân mà đó là cái nguyên nhân gọi là trẻ ăn phải một cái gì đó bất thường, tức là gây bệnh rõ ràng. Còn một cái nhóm nguyên nhân thứ hai nữa là cái rối loạn tiêu hóa nó xảy ra là do trẻ ăn nhiều hơn khả năng tiêu hóa thực sự của trẻ. Chúng ta biết rằng tất cả các thực phẩm khi chúng ta ăn vào thì phải trải qua một quá trình từ ruột, từ dạ dày thì sẽ được xay ra, được hòa trộn với các men tiêu hóa, rồi xuống ruột non thì tiêu hóa thành chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng đó mới được hấp thu vào trong máu. Và cái quá trình mà tiêu hóa này chắc chắn là phải cần đến cái men tiêu hóa nè, rồi cần đến cái sự hoạt động của ruột, của dạ dày. Cho nên nếu mà chúng ta cung cấp một cái số lượng thực phẩm, một số lượng thức ăn mà lớn hơn cái khả năng hoạt động của hệ tiêu hóa, tức là ở dạ dày hay là ruột gì đó, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là quá tải của hệ tiêu hóa, và những cái thức ăn này nó ứ động lại trong lòng ruột kéo dài hơn hoặc là nhiều hơn, có thể gây cái tình trạng làm tiêu chảy do tăng cái áp lực thẩm thấu, hoặc là thậm chí chỉ là trẻ nó ói ra, hay là các cái tình trạng khó tiêu nặng bụng trong ngày Tết. Như vậy thì chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng hai cái rối loạn tiêu hóa là do nguyên nhân gì. Nếu như mà là do cái nguyên nhân mà liên quan tới các cái chất độc như là virus, vi khuẩn như hồi nãy mình nói, thì cách an toàn nhất là chúng ta bảo quản thực phẩm đúng cách, và chúng ta không cho trẻ ăn những cái thực phẩm đã được bảo quản dài ngày quá. Và nếu như mà cái nguyên nhân loạn tiêu hóa là do trẻ, cái hệ tiêu hóa của trẻ bị quá tải, thì chắc chắn là cái cách chúng ta phòng ngừa sẽ phải là chuyện là chúng ta cho trẻ ăn làm sao đó để cái khẩu phần trong ngày Tết không khác nhiều so với khẩu phần bình thường. Dạ, cũng có một câu hỏi của thính giả liên quan đến vấn đề này, đó là với những trẻ mà còn bú mẹ đó thưa bác sĩ, thế thì những bà mẹ mà ăn quá nhiều củ kiệu, dưa hành hoặc là tỏi ngâm, rồi thịt nguội, uống quá nhiều nước ngọt có ga thì có ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ đang bú mẹ hay không ạ thưa bác sĩ? Về mặt nguyên tắc thì tất cả các cái loại các sữa mẹ đó, tức là những loại thức ăn mà mẹ ăn đó, thì nó không có vô trong sữa mẹ, tại vì chúng ta thấy là thức ăn vô trong cái đường ruột của mẹ sẽ được tiêu hóa nè, thành chất dinh dưỡng mới được hấp thu vào trong máu, rồi từ máu các chất dinh dưỡng đó mới đi vào trong các cái tuyến sữa, và sau đó mới được dùng để mà kiến tạo sữa mới từ ở trong cái bầu vú của mẹ. Như vậy thì về nguyên tắc á, thì những cái chất dinh dưỡng mà trẻ bú được từ cái bầu vú mẹ là chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ chứ không phải là từ thức ăn ăn vào. Do đó không có gì đáng lo cả. Cái đáng lo nhất là cái chuyện là với những bà mẹ đang cho con bú, nếu chúng ta sử dụng quá nhiều những cái thực phẩm mà
không an toàn trong ngày Tết, tức là muối quá mặn nè, béo quá nhiều, rồi có ga hay là thực phẩm bảo quản dài ngày gì đó, thì cái nguy cơ sức khỏe xảy ra là chính là cho mẹ. Mà chúng ta biết là một bà mẹ đang cho con bú mà nếu gặp bất kỳ một cái tình trạng nào như là tăng huyết áp, như là tiêu chảy, hay là như là cái tình trạng chỉ là quá tải về tiêu hóa thôi, thì cũng có thể ảnh hưởng tới cái nguồn sữa cho con bú, là bởi vì bản thân cơ thể bà mẹ mà mệt mỏi đó thì cái sữa tạo ra cũng không thể nào giống như một cái ngày bình thường. Cho nên chúng ta, một bà mẹ cho con bú thì chúng ta thận trọng, là bởi vì chúng ta tránh những cái stress lên chính cơ thể của mình, chứ không có nghĩa là những thức ăn mà mẹ ăn vào nó có thể di hại tới tận cái nguồn sữa của bé. Dạ, một số bà mẹ cũng có cái lo lắng là, thưa bác sĩ, ví dụ như mình ăn kiệu, hành, tỏi nhiều quá thì nó có ảnh hưởng đến cái mùi của sữa hay không á, thưa bác các sĩ? Các cái flavonoid ở trong các cái loại gia vị nói chung thì có thể tạo ra cái mùi đặc biệt trên cơ thể thông qua các cái tuyến mồ hôi, trong đó có cả tuyến sữa nữa, thì đúng là những cái loại hành tỏi đó thì nó tạo mùi. Nhưng mà đa số những cái loại hành kiệu mà chúng ta ăn trong ngày Tết thì không phải là hành kiệu tươi, mà là dạng hành kiệu đã qua ngâm rồi, cho nên flavonoid thường nó đã bị biến chất đi rồi. Như vậy với những thông tin này thì các bà mẹ nào mà quá lo lắng ha, thì chúng ta cũng có thể an tâm về cái vấn đề mà nếu mà chúng ta ăn kiệu, dưa, hành, tỏi ngâm thì cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng sữa. Dạ vâng ạ, bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với vị thính giả đang chờ đầu dây bên kia. Alo. Alo, xin chào thính giả. Dạ alo, chào bác Phi ạ. Bác Phi ơi, cho con hỏi là con có bé trai hơn 5 tháng rồi, chiều cao bé là 6,3, còn cân nặng bé 7kg, như vậy có ít không ạ? Cân nặng của bé thì là bình thường. Tuy nhiên cái chiều cao của bé hiện nay á, nếu như mà được khoảng chừng 66cm thì nó sẽ an toàn hơn. Dạ, tại vì trong 6 tháng đầu tiên là cái giai đoạn mà chiều cao tăng rất nhanh, và từ 6 tháng trở đi thì nó sẽ tăng chậm lại, cái đó là sinh lý, cho nên chúng ta nên cố gắng lợi dụng cái thời điểm mà trẻ còn có thể tăng chiều cao được tối đa để tăng chiều cao, chứ còn không có nên tập trung vào cái chuyện tăng cân nặng nhiều quá. Thì bé bú sữa mẹ hay là sữa ngoài ạ? Dạ bé bú sữa mẹ, lúc 5 tháng con mới cho bé bú sữa ngoài dặm để chuẩn bị con đi làm bác. Bây giờ là bé bú cùng một lúc hai loại sữa, mẹ đã cho bé ăn dặm chưa? Dạ ăn rồi bác. Ăn từ hồi nào? Mới có 5 tháng rưỡi mà sao lại ăn dặm rồi ạ? Tại vì bé của con nó đói lắm bác, nó mà thấy ăn là nó trừ. Dạ nó đây lắm. Chính là lý do tại sao nít Việt Nam đẻ ra thì chiều cao bằng hệt con nít nước thế giới, tức là cái chiều dài á, lúc mới sinh ra đứa nào cũng 50-52cm, cân nặng 3,8kg, mà nuôi tới trưởng thành á thì nít Việt Nam lùn hơn con nít các nước Âu Mỹ. Ngoài cái chuyện di truyền ra thì còn cái chuyện là dân Việt Nam mình cực kỳ thích cho nít ăn sớm. Mà chúng ta biết là giữa sữa và thức ăn á, thì sữa là cái loại thực phẩm không thể thiếu cho sự tăng chiều cao. Cho nên trong trường hợp mà con mình nó đói thì chúng ta làm gì? Chúng ta cho nó uống sữa tăng thêm. Mẹ đi làm rồi, không có thể cho bú sữa mẹ đủ lượng nữa, thì chúng ta sẽ cho uống sữa ngoài và uống tối đa cái lượng sữa để bé tăng cái chiều cao cái đã. Còn nếu như mà chúng ta cho bé ăn dặm sớm thì thường trong thực phẩm ăn dặm của bé sẽ có đạm, có chất béo, có chất đường, bột đường á, tức là chất bột quá, và những thứ này làm tăng cân của trẻ rất nhanh. Và nếu mà chúng ta nuôi như thế này thì trẻ của chúng ta thường tăng cân tốt, nhưng mà chiều cao lại thiếu. Và thật sự chúng ta nuôi trẻ chúng ta không cần tăng cân nhiều mẹ, tăng cân vừa đúng so với cái số tiêu chuẩn thôi. Cái quan trọng nhất là phải lấy toàn bộ cái tiềm năng chiều cao. Chính vì vậy với con mình thì có lẽ là chúng ta giảm ăn xuống và cho tăng cái lượng sữa lên ha. Về nguyên tắc đó là 6 tháng bắt đầu mới tập ăn dặm và 7 tháng bé mới ăn thật sự. Trong giai đoạn từ 6 tháng tới 7 tháng thì trẻ vẫn uống sữa là chính để thúc đẩy tối đa cái tiềm năng về chiều cao. Dạ, dạ bác ơi cho hỏi là con 2-3 ngày nó mới đi tiêu một lần, nhưng mà nó đi tiểu là ít lắm bác ạ. Đi tiểu ít có thể là do chúng ta không có cho uống đủ cái lượng sữa cần thiết đó mẹ. Thường thường trẻ nếu mà nó vận động nhiều, nó ra mồ hôi, những trẻ ra mồ hôi nhiều thì cũng tiểu ít hơn một chút. Nhưng mà bao giờ cái phản xạ khác của trẻ con nó cũng nhiều lắm. Cho nên nếu như mà chúng ta giảm, đừng có cho ăn nhiều quá mà tăng cái lượng sữa tối đa lên, thì chính cái lượng nước trong sữa sẽ cung cấp đầy đủ cái lượng nước cho trẻ. Và như vậy thì trẻ đi tiểu nhiều hơn. Ngoài ra cái triệu chứng mà trẻ không có đi tiêu thì bác Phi cũng có trả lời nhiều lần cho chương trình đó là một cái triệu chứng thường gặp ở những cái nhóm trẻ từ 2 tháng đến 6 tháng tuổi, là bởi vì ở cái độ tuổi này thì trẻ có khả năng hấp thu hết các chất dinh dưỡng trong sữa rồi, trong khi cái tức là hấp thu sạch hết chất dinh dưỡng, trong khi trong sữa của mình thì không có nhiều chất xơ. Do đó đôi khi trẻ bú một ngày cả lít sữa luôn, nhưng mà cái số lượng phân còn lại nhỏ, không có đủ để mà kích thích phản xạ buồng đi cầu của trẻ, thì phải 2-3 ngày, thậm chí có nhiều đứa cả tuần lễ luôn đó, thì nó mới dồn lại đủ cái số lượng phân và nó kích thích số lượng đi cầu. Bé này mà 2 ngày đi cầu một lần là có lẽ do chúng ta cho ăn dặm
dặm nữa đó, chứ còn nhưng mà trẻ uống sữa không thì có khi còn dài hơn mới tới cái ngày đi cầu của bé. Dạ, nhưng mà giờ bác ơi, giờ con cho nó uống sữa ngoài vậy được, con có sợ nó bỏ sữa mẹ không ạ bác? À, lúc nào mẹ ở nhà thì cho con bú sữa mẹ, còn lúc nào mà mẹ đi làm thì phải cho con bú sữa ngoài chứ à, chứ chúng ta đâu còn cái nguồn thức ăn nào khác cho bé đâu. Dạ bác ơi, cho con hỏi thêm là cái hậu môn của bé con nó bị hâm á bác? Bị hâm hả? Nó bé mình nó có không có tiêu chảy, nó chỉ là đi tiêu phân mềm và đi 2-3 ngày một lần đúng không mẹ? Dạ. Hâm nó lan rộng ra khỏi cái hậu môn nhiều không? Nó có lan ra phần da chung quanh không? Một tí, một khoảng là 1 cm rồi bác. Dạ rồi. Mẹ có xài phấn rôm cho con không ha? Dạ có ạ. Chúng ta bỏ ngay cái phấn rôm đi ha, là bởi vì hâm hậu môn nó có thể xảy ra là do cái phân của bé nó có cái thành phần axit cao, thì cái này thường gặp trong những cái trẻ mà bị thiếu men lactase á. Những trẻ này thì nó phải có triệu chứng là tiêu chảy, còn con mình là không có tiêu chảy, phân vẫn mềm và 2-3 ngày mới đi một lần, thì khả năng là do nó dị ứng với cái phấn rôm ở cái hậu môn. Nhiều người cứ thấy hâm chỗ nào thì đổ phấn vô chỗ đó, trong khi thực chất á cái phấn này nó sẽ bít cái lỗ chân lông, bít tất cả những cái tuyến mà tiết các cái chất nhầy để bảo vệ da. Khi nó bít lại như vậy thì những cái tuyến này nó sẽ có khuynh hướng là nó ứ động lại, nó cương lên thành các cái mụn nước á, và khi nó vỡ đi nó tạo thành các cái vết hâm. Cho nên đối với con mình là chắc chắn chúng ta không có được dùng phấn rôm hoàn toàn á mẹ ha. Chúng ta chỉ rửa sạch cho bé sau mỗi lần đi tiêu đi tiểu, lau thật là khô và thay tã thường xuyên. Lưu ý là trẻ bây giờ thì thường được mang cái tã giấy đó, thì cái tã này phải, dù cho là nói đi tiểu bao nhiêu lần không biết, nhưng mà chúng ta thường phải thay trong vòng tối đa là 6 tiếng đồng hồ, và tốt nhất là khoảng 3 đến 4 tiếng thì mình phải thay một lần. Dạ, bác ơi, con có thằng cháu á, bác nó hơn 8 tháng rồi, nó nặng 9 kg mà bé cứ bị khô da hoài bác. Khô da cụ thể là ở đâu mẹ, đầu ngón tay ngón chân hay là ở đâu, hay là ở má? Dạ, ở trên trước cái trán của nó với lại dưới cái bụng đó bác. Các cái triệu chứng khô da mà nó như ở má nè, ở trán nè, ở các cái đầu ngón tay ngón chân thì thường nó liên quan tới cái tình trạng gọi là chàm sữa ở trẻ con đó. Thì cái này thì thông thường là sau một thời gian khoảng 2-3 tuổi tự động nó hết luôn, không có cần phải can thiệp gì cả. Còn nếu cái khô da mà từng vùng thì có thể là nó có liên quan đến những cái dạng chàm khác, nhưng mà nói chung đó cũng đều là các cái dạng chàm mà chàm tức là các cái bệnh lý về dị ứng da đó mẹ. Thì trong trường hợp này có lẽ là chúng ta nên mang bé đến khám ở chuyên khoa da liễu để xác định có đúng là chàm không. Nếu đúng là chàm, chúng ta có thể sử dụng một số các cái loại thuốc bôi để mà làm giảm sừng hóa và làm giảm cái triệu chứng khô da. Nhưng mà cái đó không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là nếu như mà trẻ bị chàm á, thì chúng ta sẽ phải tìm một cái chế độ ăn, phải thăm dò những cái dị ứng từ thức ăn và tìm cái chế độ ăn nào mà ít các cái chất gây dị ứng nhất cho bé. Dạ, với lại nó bị nổi hột nhiều mảng đỏ á bác, mới đầu nhỏ nhưng mà ngày vài ngày sau nó lại to lên rồi nó đỏ lên rồi nó hết, xong rồi rửa nên là nổi lên bác ạ. Đúng là cái đó là cái triệu chứng của bệnh chàm đó, thì như bác Phi nói chúng ta mang bé đến khám ở chuyên khoa da liễu để được cho thuốc bôi và thuốc uống kèm theo nha. Dạ, nhưng mà bác ơi, cho con hỏi là bé bệnh nhân nó lớn 8 tháng rồi mà đi tiêu ngày 2 lần như vậy có tốt không bác? Bé này có vẻ cân nặng của bé khá là đầy đủ, thì bác Phi nghĩ rằng cái dinh dưỡng chúng ta cung cấp cho bé đủ, thậm chí có thể thừa nữa, bởi vì 9 kg là cân nặng trung bình của một trẻ khoảng 11 tháng chứ không phải là 8 tháng. Do đó trong trường hợp này chúng ta kiểm tra lại, bé đi cầu 2 lần có khả năng là do mình cho bé ăn nhiều quá đó, và khi ăn nhiều thì nó không tiêu hóa, không hấp thu hết, thì cái lượng phân nhiều cũng làm bé đi cầu nhiều hơn. Lưu ý là ở độ tuổi này bé tăng cân chậm lại nha, mỗi một tháng bé tăng cân khoảng chừng 200 g và tối đa là 300 g thôi. Nếu mà liên tục 3 tháng mà bé tăng 300, 400 thì chúng ta phải xét đến cái việc là chúng ta cho bé ăn nhiều hơn so với nhu cầu. Dạ con cảm ơn bác Phi, cảm ơn chương trình ạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Xin chào chị, chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với chị thính giả thứ hai ạ. Alo. Dạ em nghe chị ơi. Rồi mời chị đặt câu hỏi với bác Phi đi. Dạ chị ơi, chị cho em hỏi là em bé của em á được 5 tháng rưỡi rồi, sao mà mỗi khi bé mà ngủ thức dậy á là người bé nóng lắm, nóng khoảng 1-2 tiếng sau mới hết luôn chị. Nóng mà cái chuyện nóng với lại lạnh á, thường thường á là các bà mẹ cứ lấy tay sờ lên người con xong rồi phán là nóng hay lạnh. Nếu như mà muốn biết chính xác là bé nóng hay lạnh á, mà chúng ta phải dùng cặp nhiệt độ để đo ha, tức là mẹ phải lấy cặp nhiệt mẹ đo ở dưới lưỡi, hậu môn hoặc là ở nách của bé, và chúng ta phải xác định là khi nào thân nhiệt của bé tăng lên trên 37.5 độ thì chúng ta mới gọi là nóng. Chứ còn chắc chắn là cái chuyện mà mẹ lấy tay mẹ sờ vào người con thì nó nóng thôi mẹ, là bởi vì khi mà bé ngủ á thì chúng ta có thể ủ ấm bé hay là bé nằm trong giường và cái nhiệt độ nó sẽ hơi tăng lên một chút xíu, trong khi chúng ta ở ngoài chúng ta đi làm việc và cái tay của mình là cái nơi mà xa tim nữa, do đó cái đầu ngón tay của mình có thể mạch máu nó co lại và nó hơi lạnh. Khi mà tay chúng ta lạnh và chúng ta đặt vô một cái chỗ chỉ cần hơi ấm thì mình tự nhiên mình gọi là nóng thôi à,
Nghĩa là bé không có bị gì hết, mà chỉ tại vì chúng ta tự chúng ta nghĩ rằng nó nóng hơn, cho nên chắc là mẹ muốn biết chính xác là bé có nóng hay không thì chúng ta dùng cặp nhiệt để đo ha. Và nếu mà đo cặp nhiệt mà sau cái giấc ngủ của bé mà thấy nhiệt độ tăng trên 37 độ rưỡi thì chúng ta mới gọi đó là bé nóng hơn so với bình thường. Dạ, chị cho em hỏi là chị, bé của em á, sao mà ở trên trán của nó có những đốm trắng 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 á, rồi người ta nói là lăn ben á chị, mà dưới má thì không có. Em có hỏi là có nhị mình có mua thuốc xích cho nó không hay để tự Tất tính hết cả chị? các loại thuốc dùng cho trẻ con, dù cho là thuốc bôi hay thuốc uống, thì phải là do một cái người có học chuyên môn về y khoa, tức là bác sĩ nhi khoa đó mẹ, người ta cho thuốc. Chứ còn những người xung quanh không phải là những người học y, do đó cái việc chẩn đoán cái vết trắng ở trên trán của con là cái gì thì thật sự bây giờ bác Phi không có biết. Có rất là nhiều các cái bệnh lý có thể gây cái tình trạng trắng ở trên da như vậy, ví dụ như là cái rối loạn sắc tố da nè, ví dụ như là lăn ban nè, các cái loại nấm da vân vân. Và mỗi một cái bệnh lý này thì sẽ có một cách điều trị khác nhau, cho nên tốt nhất thì mẹ mang con đến một bác sĩ nhi khoa ha, và chuyên ngành da liễu nữa kìa, chứ bác sĩ nhi khoa thường đôi khi họ cũng không có cho toa những cái này đâu, thì chúng ta mới có thể biết được cái đó là cái gì và chúng ta mới điều trị được. Chứ còn mẹ mua thuốc bôi thì mẹ mua thuốc gì ạ? Đúng không? Chúng ta đâu biết mua thuốc gì đâu, bởi vì chúng ta đâu có biết cái vết trắng đó là cái gì đâu. Trong khi bé nó còn nhỏ lắm mẹ, tất cả các loại thuốc dùng lên da nó, dù cho là bôi lên da đi nữa, thì cũng có thể có những cái tác hại mà sau đó đôi khi chúng ta phải ân hận đó. Chị cho em hỏi một câu là bé em bị xước á chị, rồi nó đi tiêu qua phân lỏng không à, rồi có lợn cợn, rồi em mới đưa bé đi khám á, bác sĩ nói là rối loạn tiêu hóa, bác sĩ có cho thuốc về uống á, nhưng mà sau khi uống thuốc á thì bé đi cầu á, không có ra nước nữa, nhưng bé đi cầu phân hơi xanh xanh á chị. Vậy có sao không chị? Cái đó là mới xảy ra trong một thời gian ngắn thôi đúng không dạ, mẹ? Khoảng 2-3 ngày thôi chị. Dạ rồi, các cái triệu chứng bác sĩ chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa là đúng rồi. Thông thường thì trẻ em nó sẽ có một cái tình trạng nhiễm siêu vi nào đó vùng mũi họng khi nó bị rối loạn tiêu hóa như vậy, tức là nó hơi sổ mũi một chút, ắc xì hơi hay là ho hay là mình hay gọi là cảm cảm đó. Thì cái những cái triệu chứng này nó xuất hiện trên mũi họng và đồng thời nó cũng xuất hiện luôn ở cái đường ruột, làm tăng tiết dịch và bé đi cầu tước tước một chút xíu. Thì sau một cái giai đoạn mà bị rối loạn tiêu hóa như thế này thì bao giờ các cái vi sinh vật có lợi trong lòng ruột của trẻ nó cũng chết đi, và chính đây là cái nguyên nhân làm cho phân của trẻ nó trở thành màu xanh. Cho nên trong trường hợp này thì chúng ta cũng không có gì phải lo đâu, chúng ta chỉ cần bổ sung thêm các cái loại men tiêu hóa cho bé. Men tiêu hóa tức là các cái men vi sinh á, các cái dạng gói vi sinh vật đó, thì chúng ta bổ sung khoảng 1 tuần lễ là bé có thể khỏi. Thì có lẽ là mẹ nên mang bé đến trở lại khám ha, và chúng ta báo cáo là với bác sĩ là hiện giờ phân của bé bị xanh, và giờ bác sĩ sẽ ghi thêm các cái men tiêu hóa này cho bé. Dạ, rồi em hỏi câu đó chị, sao mà cái bụng nó cứ sôi hoài à, là nó mới mấy muốn bữa nay thôi đúng không? Mới dạ, mấy bữa đúng nay rồi, thôi. Đúng rồi, con đang bị rối loạn tiêu hóa mà mẹ. Ở trong ruột của con thì ngoài thức ăn thì còn có các loại dịch, rồi có cái hơi, tức là cái khí, cái ga nó sinh ra đó. Thì cái việc cái nhu động ruột nó bóp, cái đột nó co bóp nó làm cho những cái ga, những cái hơi, những cái nước nó tống đi, thì nó sẽ gây tiếng lọc ập mà chúng ta hay gọi là sôi ruột. Thì cái đó là một triệu chứng nằm trong cái rối loạn tiêu hóa, không có gì bất thường hết. Dạ. Rồi chị ơi, cho hỏi một câu này, bé em nó được 64 cm đó chị. Mà nó nặng 10 kg, mà nó 5,5 kg à, có béo phì quá không chị? Bé này chẳng những béo phì mà còn thiếu chiều cao nữa, không biết là chúng ta cho bé ăn chế độ ăn nào. Tại vì những cái bé mà khoảng chừng 5 tháng rưỡi 6 tháng này chiều cao phải được 66 cm, và cân nặng thông thường á là nếu như mà đẹp á, mấy cái đứa 66 thì vào khoảng 7 kg là đẹp rồi. Cho nên bé này hiện nay thừa ký mà lại thiếu chiều cao. Có lẽ chúng ta nên điều chỉnh chế độ ăn cho bé ha. Mình chưa cho bé ăn dặm đúng không? Dạ, em chỉ cho bé bú sữa mẹ thôi chị. Chỉ có mỗi bú sữa mẹ. Bây giờ chứ có lẽ là mẹ phải chịu khó cho bé phơi nắng thêm ha. Thì thường thường nếu mà bé bú sữa mẹ mà tăng cân nhanh thì chúng ta sẽ không can thiệp gì. Nhưng mà mẹ phơi nắng đầy đủ để bé có thể hấp thu được cái canxi từ trong sữa mẹ. Là bởi vì phơi nắng không đủ, bé thiếu vitamin D thì bé cũng dễ bị cái tình trạng bị thiếu cái chiều cao như vậy lắm. Dạ, cảm ơn chị. Em chào chị. Rồi, chào chị, cảm ơn chị đã tham gia cùng chương trình. Chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với một chị thính giả nữa. Alo. Alo, xin chào thính giả. Alo. Dạ, chị nghe chương trình rõ không chị? Chị nghe, chị hỏi chị ơi. Rồi, mời chị đặt câu hỏi với bác Phi đi. Dạ, em muốn hỏi, em có bé gái của em, bé được 5 tuổi, năm mà bé được 20 kg, nặng chiều cao là 110,2 cm. Em muốn hỏi bác sĩ là như cái chiều cao với cái cân nặng của bé vậy là nó có ốm không bác sĩ? Cái chiều cao đó thì là hoàn toàn cân, cái cân nặng của bé hiện nay là hoàn toàn cân đối với chiều cao, bé không có gầy đâu ha. Ai cũng mới thích con mình ròn ròn hết, trong khi một cái bé bình thường và đẹp thì lại hỏi là bé có ốm không. Tốt các bạn. Giá trắng nó lười ăn lắm bác. Nó được 112 cm đúng không ạ? Một bé 6 110,2. 110 5 tuổi bác.
Đúng rồi, một bé 110,2. Đúng rồi, một bé 5 tuổi mà có chiều cao 110 cm, tức là dinh dưỡng của bé không có thiếu mẹ, và cân nặng như vậy cũng là nằm trong cái khung bình thường. Cho nên không biết là mình dựa trên tiêu chuẩn nào để mình chẩn đoán là bé lười ăn. Tại vì một cái lười ăn á phải được chẩn đoán bằng bằng cái chuyện là bé không ăn, và cái không ăn đó ảnh hưởng trên cái sự phát triển bình thường của bé. Tức là bé nó phải lùn hơn bình thường, nó phải ốm hơn bình thường thì chúng ta mới chẩn đoán là lười ăn, chứ không phải lười ăn là không ăn hết cái gì mẹ bắt con ăn. Đúng không ạ? Và bé này Phi thấy bình thường cho nên bé không có lười ăn đâu, mà tại vì bé không ăn hết cái gì mẹ muốn và bé ăn thôi, thì cái điều đó nó vượt quá cái nhu cầu của bé thì cũng không nên mẹ. Nhưng mà em nói câu hỏi số 2 em nghĩ là như con em nó hay có bị ho với sổ mũi lắm, thành ra em có bây giờ em cũng hay có cho bé là mỗi buổi sáng em về chắc trái cam cho bé uống nước cam á bác, cho chút đường vô. Có uống hàng ngày luôn vậy có sao không? Hồi xưa tới giờ mẹ cho hồi xưa tới giờ mẹ cho bé uống nước cam mỗi ngày gì mà bé vẫn ho vẫn sổ mũi, đúng không ạ? Như vậy chứng tỏ nước cam chả có tác dụng gì rồi, tại sao phải cho uống? Cái này không biết là các bà mẹ truyền nhau như thế nào, nhưng mà chắc chắn là cho uống nước cam mỗi ngày không giảm được cái tình trạng bệnh. Mỗi lần bé nó ho sổ mũi cái em cho uống vậy, uống rồi cho em thấy nó khỏe hẳn em mới ho đó bác. Không có đâu mẹ ha, trong nước cam thật sự cái cam có quả cam của mình thì có một số các chất dinh dưỡng tốt, như là các cái chất xơ trong cam là vitamin B1 là vitamin C, có nước có đường. Nhưng mà khi mà chúng ta không ăn nguyên trái cam mà chúng ta vắt ra đó, thì trong cái ly của mình nó chỉ còn có mỗi đường, nước và vitamin C. Vitamin C nó không cần thiết cho bé nhiều lắm, một cái ngày một đứa bé nhu cầu nó vào khoảng 50 đến 70 mg trong một ngày, tức là bé chỉ cần 2 muỗi cam là đủ cái lượng vitamin C đó rồi. Cho nên cái việc chúng ta cho uống nước cam nó thông thường nó sẽ làm hao hụt cái kho vitamin trong cơ thể bé, bởi vì trong cái nước cam nó có đường á, đường trong trái cây á mà. Và cái đường này sau khi vào trong cơ thể thì nó cần các cái vitamin nhóm B để nó chuyển hóa. Khi mà cho thiếu cái vitamin nhóm B này, nó sẽ lấy từ cái kho dự trữ. Như vậy thì cái việc uống nước cam mỗi ngày thường xuyên có khi là không giúp lợi cho bé được thêm cái gì, mà lại có hại ở chỗ là làm giảm cái nồng độ vitamin B1 ở trong cái kho dự trữ của bé. Cho nên cái việc mà uống nước cam mỗi ngày thì không có nên. Chúng ta nên thay đổi nhiều loại trái cây khác nhau, tức là sáng nay ăn chuối, ngày mai ăn dưa hấu, ngày mốt ăn cam, và ăn nguyên cả sát chứ không nên uống nước. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái đứa bé mà nó hay bị ho bị sổ mũi á, đa phần các trường hợp là do chúng ta không sử dụng đầy đủ các cái kháng sinh hay là các cái liệu trình điều trị đúng phương pháp. Chúng ta biết là môi trường của Việt Nam là môi trường vi trùng nó lưu hành rất nhiều, cho nên những cái trẻ mà giai đoạn đầu bị viêm mũi họng do siêu vi á, thì thường thường sau 3 ngày đến 5 ngày mà không khỏi thì nó bị bội nhiễm. Và những cái đứa này nó hay bị viêm mũi họng mạn tính á, tức là viêm amidan nè, viêm VA hay là viêm họng mạn. Lúc này thì trong họng của con lúc nào cũng có sẵn con vi trùng hết, và nếu chúng ta không dùng cái kháng sinh đủ liều để diệt cái con vi trùng này đi, chỉ uống chừng 3-4 ngày thì bớt triệu chứng tự động nghỉ, thì con vi trùng nó không chết, nó chỉ yếu đi và nó còn nằm lại trong mũi họng của con mình. Sau đó khi chúng ta ngưng thuốc khoảng chừng 1 tuần lễ thì lập tức cái vi trùng nó lại mọc trở lên và nó gây cái cơn bệnh tiếp theo. Cho nên theo kinh nghiệm điều trị của Phi thì những cái trường hợp này chúng ta phải diệt trùng kỹ cẩn thận, tức là chúng ta sẽ phải đánh một cái đợt kháng sinh đúng cái phác đồ, chúng ta phải làm cái xét nghiệm phết họng để coi cái loại vi trùng ở trong họng con là cái gì, nó nhảy với kháng sinh nào, phải cho uống một cái đợt kháng sinh đúng với phác đồ cho tới khi hết sạch vi khuẩn. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải làm sạch mũi họng thường xuyên bằng cách là nhỏ nước muối, nước muối số lượng nhiều á mẹ, để không giảm mấy cái đàm nhớt cái tăng tiết ra, thì như vậy thì những cái đợt bệnh nó sẽ thưa dần ra và dần dần nó khỏi hẳn. Phi thấy là theo cái kinh nghiệm và điều trị mà Phi thấy trong thời gian mà Phi làm nhi á, thì đại đa số các trường hợp mà viêm mũi họng kéo dài là do bố mẹ cho uống kháng sinh không đủ liều. Tức là thầy bác sĩ cho uống tối thiểu là 7 ngày, mình cho uống chừng 3 ngày là tự động mình ngưng. Tại em sợ uống thuốc nhiều. Mẹ ơi, bác sĩ đã ghi toa rồi mẹ. Bác sĩ đã ghi toa rồi và người ta đã phải học rất kỹ, học đến ròng rã, học 6 năm y khoa rồi học thêm 2 năm chuyên khoa nhi nữa thì mới được ghi cái toa đó. Cho nên chắc chắn khi người ta ghi một cái loại thuốc lên đến 7 ngày hay 14 ngày là có lý do đó mẹ, chứ không phải tự nhiên là bác sĩ có thể cho gọi là tự động tự phán là 2 ngày hay 3 ngày đâu. Các cái phác đồ điều trị đều đã phải được bệnh viện thông qua và được các tổ chức y tế thế giới á, người ta công nhận phác đồ, và chúng ta làm sai phác đồ là có hại cho bé nha. Như bác sĩ, em hỏi câu thứ hai bác sĩ là con bé trai của em năm nay được 6 tháng mà nặng 7 kg mốt, lúc cháu nó sanh ra đã được 3 kg 2, mà bác mà ban đêm nó ngủ nó hay giật mình, vô bác như kiểu mà nó ngủ nó cứ chập chờn giật mình vậy,
Rồi nó lười bú lắm bác, rồi em phải làm sao hả bác? À, sao đứa con nào cũng mẹ cũng được tự chẩn đoán là lười hết trơn, trong khi bé nó bình thường à? Bác Phi thấy đứa con trai mà 6 tháng tuổi 7 kg là hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cho nên là cái chuyện lười là tự mẹ chẩn đoán. Và mẹ đang ráng bắt bé là bú nhiều hơn so với cái số nhu cầu. Lưu ý giùm bác Phi ha, trong đêm á, chúng ta không có cho bé dậy bú nha mẹ. À, những cái trẻ mà nếu như mà sau 6 tháng tuổi mà có thể ngủ đủ giấc trong đêm, tức là ngủ một mạch luôn 7 tiếng đồng hồ, đó là những trẻ có hệ thần kinh phát triển tốt nhất. Trên cái việc mà chúng ta đánh thức trẻ dậy trong đêm để cho trẻ bú thì nó dẫn đến hai cái hại. Cái hại thứ nhất là trẻ sẽ không có giấc ngủ liên tục, và như vậy thì chiều cao cái thần kinh của trẻ sẽ bị ảnh hưởng, cái phát triển không có tốt bằng những cái đứa mà ngủ liên tục. Và cái điều thứ hai đó là chúng ta tạo thói quen là cứ tới giờ đó là cái hệ thần kinh và cái hệ tiêu hóa của trẻ nó xung đột nhau, tức là nó dậy nó bú, hay là chúng ta cho nó bú, gọi là nhiều khi mẹ cho nó bú còn không có thức dậy nữa đó, tức là đang ngủ mà lừa đút cái bình sữa vô cho con bú đó. Đó chính là cái lý do tại sao bé ngủ không ngon giấc. Mẹ lúc mà mẹ đang ngủ, mẹ tưởng tượng chính mẹ đi, mẹ đang ngủ ai lúc bình sữa vô mẹ bú, mẹ có khó chịu không mà, đúng không? À, chúng ta bác, phải bác ơi, dạ. Con em từ hồi lúc sanh nha, giờ là nó như một đêm vậy, nó giật mình bị 5-7 lần chứ em không có kêu dậy. Dạ rồi. Bác cứu mẹ. Dạ rồi. Giật mình gì đó bác. À, nó giật mình thôi, nhưng mà cái chuyện giật mình của nó sau đó nó vẫn ngủ lại bình thường thì không sao cả mẹ, tại vì trẻ không, dưới bác. À, sao giật à? Mình rồi dậy khóc luôn á bác, giật mình dậy khóc luôn, thành ra em mới cho bú á. Dạ, những cái trẻ mà nó hệ thần kinh của nó phát triển mà thường thường kém trong cái độ tuổi mà, tức là chậm hơn so với bạn bè trong cái độ tuổi này, thì nó liên quan tới cái việc mà chúng ta trẻ thiếu chất béo nè, hay thiếu canxi hoặc là thiếu vitamin D. Thì thông thường thường mà trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn thì khó thiếu chất béo lắm, là tại vì mẹ sữa mẹ lượng béo cao ha, và em bé của mình thì lại tăng cân đủ, trên bác Phi loại trừ cái nguyên nhân thiếu chất béo. Nguyên nhân còn lại có thể là do thiếu canxi và vitamin D. Thì cái canxi vitamin D ở độ tuổi này thì thường sẽ được hấp thu bằng cách là chúng ta phơi nắng cho bé mỗi ngày. Cho nên mẹ chịu khó mẹ phơi nắng đầy đủ cho bé, để khi mà có cái vitamin D thì canxi sẽ được hấp thu đủ, và lúc đó thì bé nó sẽ đỡ giật mình. À, các cái triệu chứng này thật sự cũng không phải là bất thường gì đâu mẹ, nó là bình thường đó. Bởi vì trẻ con sinh ra thì nó giống mình vậy đó, cũng đầu mình tay chân, nhưng mà cái hệ thần kinh của bé là chưa có phát triển giống như người lớn đâu. Nó phải tới 2 tuổi nó mới phát triển hoàn thiện được, cho nên những cái triệu chứng này cũng không có gì bất thường đáng phải lo lắm. Mẹ đừng lo quá nha. Dạ. Bác em tập ăn cho cháu nó ăn bột cái tháng nay rồi mới nấu ăn cháo 2 bữa nay. Ủa sao sao bé mới có 6 tháng mà ăn cháo, mà 9 tháng mới ăn cháo mà. Dạ em cho tập ăn bột có tháng nay. Dạ không, bé ăn bột, bé tập ăn bột từ 6 tháng tới 7 tháng. Từ 7 tháng tới 9 tháng là giai đoạn bé ăn bột đặc, tức là chúng ta vẫn nấu bột nhưng mà cho thêm rau bằm và tí thịt bằm vô cho bé ăn lợn cợn. Đến 9 tháng bé mới bắt đầu bé ăn cháo hạt, tức là cháo hạt tán nhuyễn và lợn cợn. Như vậy thì mẹ cho bé ăn sớm quá. Sớm hả bác? Dạ em đúng rồi. Dạ em cho ăn cháo mới có 2-3 bữa nay. Còn ăn bột thì em ăn có 1 tháng. Tức là 5 tháng là mẹ bắt đầu mẹ cho con ăn bột rồi đúng không? Dạ. À, bé 6 tháng mới tập ăn bột mẹ, và tới 7 tháng thì bé mới ăn chính thức. Cho nên như vậy thì chúng ta cho bé ăn hơi sớm đó. Ừ. Dạ rồi. Dạ em cảm ơn bác nhiều. Dạ rồi cha mẹ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Thưa quý vị, phần cuối của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ tối ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta chỉ đủ thời gian để kết nối một vị thính giả nữa thôi ạ. À. Alo. Alo. Dạ xin chào chị. Dạ. Chào bác Phi ạ. À, em hỏi đi. Bác ơi, hồi cách đây 1 tháng trước á, bác có tư vấn giúp em á, là bé em nó không bú bình á, thì em sắp đi làm á, bác có nói là đổ lên cái muỗng để lên cái lưỡi rồi để vào một bên má nó bác. Nhưng mà nó uống được khoảng 30 hay là 40 thì nó ngậm hả bác, nó không chịu nuốt á bác. À, nếu như mà bé ngậm được thì thông thường là do cái muỗng của mình là cái muỗng cái số lượng nhỏ mà một cái miếng nước, một cái miếng nước mà lớn á thì bé mới nuốt được, còn khi mà chúng ta dùng cái muỗng mà nhỏ thì bé sẽ ngậm lại. Cho nên cái lúc mà chúng ta đổ sữa cho bé, đút bé bằng muỗng, chúng ta dùng cái muỗng lớn, mỗi một cái muỗng như vậy là khoảng chừng 10 ml đó mẹ, tức là chúng ta đổ một lần 10 ml vô, và như vậy thì 120 ml sữa chỉ có 10 muỗng, 12 muỗng thôi à. Là... vậy lấy muỗng lớn luôn. Dạ đúng rồi. Cà phê, muỗng ăn phở đó bác. Cái muỗng lớn tức là muỗng 10, đúng rồi, muỗng ăn phở là cái muỗng thuyền, là muỗng lớn đó mẹ, chứ còn không phải là muỗng, không phải là muỗng nhỏ, không muỗng cà phê đâu. Là muỗng thuyền. Dạ. Dạ. Tại em thấy nó ngậm không à, mà nó cứ không chịu nuốt, nó ngậm lâu thật lâu luôn. Dạ. À, thì đúng rồi, thì bởi vì cái việc cái động tác mà chúng ta đổ qua một bên má là để bé không có ngậm được á mẹ. Thế chúng ta đổ vô trong á thì nó ngậm lại, nhưng mà chúng ta đổ vô một bên má thì cái lúc nó nằm sữa, cái lượng sữa lớn nằm bên má bé, và khi chúng ta để cái đầu bé ngay thẳng lại thì sữa nó sẽ chảy qua cái phần nướu, nó chảy vô cái cổ họng và bé nó sẽ nuốt theo cái phản xạ, bởi vì sữa nó chảy vào cổ họng. Bé ơi, lúc mình đút nó xong mình giật nó nằm nghiêng một bên hả bác? À, không có nằm mẹ, bé ngồi chứ.
Ý em nói là ngồi nhưng mà cái đầu nghiêng vậy. Dạ đúng rồi, nhưng mà đút xong cái sữa vô cái má xong rồi thì phải thẳng cái đầu nó lại nó mới nuốt được, chứ đâu có ai nằm nghiêng cái đầu mà nuốt đâu mẹ. Tức là lúc mà chúng ta đổ vô thì chúng ta đổ nghiêng một bên là để cho tránh cái việc mà sữa nó chảy thẳng vào cổ họng gây sặc. Nhưng mà sau khi đổ đủ cái số lượng sữa vô thì chúng ta thẳng cái đầu bé lại thì bé nó không có răng mà, cho nên là cái khe nướu của nó còn hở đó, thì sữa sẽ chảy vào cái khe đó và tạo cái phản xạ nuốt vô trong họng của bé. Dạ. Bác ơi, mà cách đây 2-3 ngày bé nó là cái phân mà chảy mà nó như mùi chua nhiều lắm bác, không biết là có bị phân tiêu hóa có vấn đề không bác ha? Nếu như mà bé đi phân lỏng mà có mùi chua thì chúng ta nghĩ đến cái nguyên nhân là do cái men lactase trong cơ thể của bé nó thiếu, trong đường ruột nó thiếu á, nó làm các cái đường lactose trong sữa lên men thành axit lactic tạo mùi chua. Thì cái triệu chứng đó là chỉ xuất hiện sau khi mẹ đút sữa ngoài cho con hay làm sao? Tại vì lúc sữa ngoài em đút cũng gần 1 tháng tuần trước là không bị bác. Rồi, chỉ mới có bị thôi. Như vậy thì chắc là trong bé đang trong một cái đợt nhiễm siêu vi. Những cái đợt mà bé nó nhiễm siêu vi, nó bị cúm, tức là bị cảm cúm, tức là mũi nó bị chảy nước trong trong nè. Rồi ho một chút, sổ mũi một chút, khọt khẹt một chút, thì bao giờ cái đường ruột của nó cũng bị chảy nước ra giống như là trên mũi, trên họng vậy đó. Và cái nước này nó sẽ làm cho bé có đi phân có vẻ như là lỏng hơn và có cái mùi chua. Thì cái đó chúng ta theo dõi thôi, không cần phải can thiệp gì ngay bây giờ. Bác ơi, nếu mà bé mà có dấu hiệu nóng của mọc răng thì khoảng bao nhiêu độ mình mới cho uống thuốc nóng hả bác ha? Tại sao mẹ biết đó là nóng mọc răng? Tại vì em thấy cái nú răng của bé nó bị sưng lắm. Lưu ý là khi bé sốt thì chúng ta chỉ dẫn đoán là bé sốt thôi nha. Chứ còn cái nguyên nhân sốt là tại sao? Tại viêm hô hấp nè, tại nhiễm siêu vi hay tại mọc răng chỉ có bác sĩ mới xác định được thôi mẹ. Cho nên nếu như mà bé của mình sốt quá, sốt nhẹ mà khoảng chừng 37.5 độ thì chúng ta có thể theo dõi ngay tại nhà một thời gian và tìm các cái triệu chứng như là sổ mũi, ho hay là mọc răng gì đó như mình nói. Nhưng mà cái nếu mà sốt này nó kéo dài quá 2 ngày, tức là hết 2 ngày rồi bé vẫn còn sốt, hoặc là sốt cao trên 38 độ thì mẹ đem con đi khám. Bởi vì cái chuyện sốt mọc răng thì có, nhưng mà sốt mọc răng chỉ được chẩn đoán khi chúng ta loại trừ hết những cái nguyên nhân bệnh lý thôi. Tức là chúng ta phải biết chắc chắn bé không bị viêm hô hấp, không bị tiêu chảy nhiễm trùng, không bị viêm phổi thì chúng ta mới nói đó là sốt mọc răng và chúng ta theo dõi theo kiểu sốt mọc răng. Còn nếu như mà chúng ta ngay từ đầu mình nói là sốt mọc răng á, thì lỡ như bé bị viêm hô hấp chẳng hạn thì cái bệnh nó sẽ tiến triển nặng lên. Và em thấy nó không bị đường hô hấp. Nếu vậy thì chúng ta theo dõi thêm thôi mẹ, cứ đo nhiệt độ ở hậu môn ha, ở dưới lưỡi hoặc là ở nách của bé. Lưu ý là chúng ta đo hậu môn thì không cần cộng thêm, nhưng mà nếu đo nách thì phải cộng thêm 0.5 độ. Thì nếu như 0.5 hả bác? Dạ đúng rồi, ở nách đúng rồi. Thì lúc đó đây mà nhiệt độ tăng lên trên 37.5 thì là bé sốt nhẹ, trên 38.5 thì mới là sốt thật sự. Cho nên nếu như mà bé sốt trong khoảng từ 37.5 tới 38 thì không có gì phải lo, chỉ cần theo dõi thêm thôi và cho bé uống nhiều nước ha, uống nhiều nước hoặc là uống nhiều sữa để mà bù cái lượng nước mất qua da. Bác ơi, cho em hỏi một câu nữa, bé em bú mẹ vào ban đêm mới dậy tới khoảng bao lâu thì mình không cho bú vào ban đêm nữa hả bác? Cái đó là tùy theo mỗi đứa bé. Thông thường thì bé mà 6 tháng tuổi á, thì thường thường nó bắt đầu nó hết bú đêm, tại vì giấc ngủ của nó dài ra đó, cho nên nó bú một cái là nó ngủ luôn giấc. Tuy nhiên cũng có những cái đứa trẻ cái hệ thần kinh nó phát triển chậm hơn một chút xíu thì nó có thể bú đêm khoảng 2 lần đến 3 lần, nhưng mà thông thường đến 12 tháng là cái thời điểm tối đa để chúng ta thấy là trẻ không có giấc ngủ trong đêm đủ để không cần phải bú đêm nữa. Rồi, em cảm ơn bác nha bác. Dạ rồi, chào chị ha. Dạ. 20:05 đến 21:00 tối thứ sáu hàng tuần. Bắc Quang khi trẻ đau ốm bệnh tật. Cháu nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho cháu uống men tiêu hóa có tốt hay không? Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh khỏe mạnh? Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp, nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì những cái nước phát triển. Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn. Nên là bây giờ em cũng không biết nói cho chó hiểu, không biết làm cách nào để bày tỏ lên này với con trai nữa. Khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc gì, họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi han gì hết. Chương trình mới Kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe, dinh dưỡng, diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng làm cha mẹ, 20:05 đến 21:00 tối thứ sáu hàng tuần, FM 99.9 MHz. Thưa quý vị, chương trình hôm nay là chương trình cuối cùng của năm Giáp Ngọ. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì Bích Thảo cũng xin được chia sẻ vài điều. Đầu tiên là xin cảm ơn tất cả thính giả trong một năm qua đã luôn ủng hộ, tham gia góp ý và đặt câu hỏi cho chương trình.
những câu chuyện, những cái thông tin mà quý vị chia sẻ cũng như là những cuộc điện thoại mà quý vị gọi về cần chúng tôi tư vấn. Đây là những nguồn tư liệu góp nhặt để chúng tôi lên những cái chủ đề thiết thực và bổ ích cho mỗi tuần. Và chúng tôi hy vọng rằng trong năm mới sẽ vẫn nhận được những đóng góp thiết thực của quý thính giả để chương trình của chúng ta ngày càng phong phú và thiết thực hơn. Kính chúc quý vị có một mùa xuân vui tươi và an lành, và cũng xin gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ, đó là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này.